Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa hậu Hà Lan là một người đàn ông. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Hà Lan 2023 đã khép lại với kết quả chấn động thế giới khi Ricky Cole, vốn là một người đàn ông chuyển giới, giành chiến thắng. Người này sẽ đại diện cho đất nước Hà Lan dự thi Hoa hậu Thế giới Miss Universe 2023. Và ngay sau khi lên ngôi, Ricky đã phát biểu rằng: "Tôi thắng rồi, vâng, tôi là một người chuyển giới." Kết quả này đã khiến dân chúng Hà Lan thực sự sốc nặng. Một người đàn ông vừa vô địch cuộc thi Hoa hậu Hà Lan 2023. Chúng ta thực sự đang sống trong một thế giới không còn sự thật. Điều trớ trêu là rất nhiều mỹ nhân chân chính của xứ sở hoa tulip đã không được bình chọn. Còn Ricky Cole thì ngay cả khi make up hết cỡ, người này vẫn để lộ gương mặt nhiều khuyết điểm và làn da ngăm đen. Nói chung, từ ngoại hình, dáng dấp đến khuôn mặt, thật khó để tìm được điểm nào của anh Ricky đạt tiêu chuẩn của một hoa hậu hoàn vũ. Nhưng sau khi Ricky Cole đăng quang hoa hậu vào tối 8 tháng 7 năm 2023, anh này sẽ trở thành người chuyển giới đầu tiên của Hà Lan giành được danh hiệu này, đồng thời sẽ là đại diện chính thức của xứ sở hoa tulip tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ vào tháng 12 năm 2023 tại El Salvador. Thật trùng hợp khi cùng ngày anh Ricky lên ngôi hoa hậu, chính phủ Hà Lan cũng tuyên bố sụp đổ. Vào ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, một trong những lãnh đạo tại vị lâu đời nhất tại châu Âu, đã nộp đơn từ chức lên nhà vua, đánh dấu sự sụp đổ chính thức của chính phủ liên minh. Trong cuộc họp báo về quyết định từ chức hôm 7 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan đã thừa nhận rằng bất đồng về chính sách nhập cư chính là nguyên nhân khiến chính phủ của ông sụp đổ. Các đối tác trong liên minh có quan điểm rất khác nhau về chính sách nhập cư. Đây không phải là điều bí mật. Thật không may, chúng ta phải đi đến kết luận rằng những khác biệt đó là không thể hòa giải. Việc chính phủ sụp đổ buộc Hà Lan phải chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới vào mùa thu. Còn Thủ tướng Rutte sẽ dẫn dắt một chính phủ tạm quyền cho tới thời điểm đó, nhưng sẽ không được đưa ra các quyết sách quan trọng trong khi chờ đợi một chính phủ mới thay thế. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hà Lan sụp đổ. Thủ tướng Rutte và nội các của ông từng từ chức vào năm 2021. Tuy nhiên, họ đã được bầu lại 2 tháng sau đó. Chính phủ của ông cũng đã từ chức vào năm 2012 sau khi các cuộc đàm phán về ngân sách đổ vỡ và cũng đã được bầu lại. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn trong lần sụp đổ này, đó là Thủ tướng Rutte rất có thể sẽ từ chức lãnh đạo và rời khỏi chính trường Hà Lan. Vậy nên châu Âu đang xảy ra những suy thoái lớn, không chỉ là cuộc chiến tại Ukraine hay khủng hoảng nhập cư, mà nghiêm trọng nhất là suy thoái về ý thức hệ. Anh Ricky Cole không phải là người đàn ông đầu tiên lên ngôi hoa hậu tại châu Âu, mà trước đó cũng đã có một người đàn ông chuyển giới đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ Tây Ban Nha năm 2018. Người này tên là Angela Ponce, cao 1m77, nặng 58kg và cũng đã đại diện cho đất nước Tây Ban Nha tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới.